Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đang quan tâm theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hiện tại Ngọc Huyền đang có mặt tại trụ sở chính của Mark Home tại miền Bắc. Và ngoài trụ sở này thì chúng tôi còn có rất nhiều các trụ sở và chi nhánh khác trải dài từ Bắc vào Nam. Và ở nơi đây thì khu vực tầng 1, tầng 2, tầng 3 sẽ là showroom trưng bày tất cả các sản phẩm, vật tư, vật liệu, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp do Mark Home của chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Và ngày hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ dẫn quý vị đi tham quan xem là tòa nhà ở khu vực Mark Home tại miền Bắc thì sẽ có những gì nha quý vị. Và như tôi vừa giới thiệu với quý vị đấy ạ, thì ở ngay khu vực dưới tầng 1 này thì sẽ là showroom trưng bày các sản phẩm của Mark Home. Riêng ở khu vực này thì sẽ là nơi trưng bày tất cả những cái hệ thống bồn cầu này. Đây đều những bồn cầu rất là cao cấp của Mark Home hiện nay nhá. Còn phía bên này thì sẽ là khu vực sơn. Rất là nhiều những loại sơn khác nhau. Từ sơn trong nhà này, đến sơn ngoài trời này. Đấy, rồi là sơn lót này, hay là sơn chính này. Rất là nhiều loại để quý vị có thể tha hồ lựa chọn nha. Và hiện tại thì sơn Mark Home của chúng tôi ấy đang là một trong những cái dòng mà có thể nói là thuộc phân khúc cao cấp đấy ạ. Và đặc biệt thì cái thời gian bảo hành rất là lâu dài, nên là quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi mà sử dụng tất cả những sản phẩm của Mark Home nha quý vị. Còn ngay phía sau tôi đây thì sẽ là khu vực trưng bày những cái bồn, khu vực là lavabo này, cũng như là cái gương, tủ gương ở phía bên trên. Rất là nhiều chất liệu khác nhau. Đấy là xung quanh khu vực tầng 1 của chúng ta. Và ngoài cái nơi trưng bày này thì cái khu vực mà vừa nãy Ngọc Huyền vừa mới ngồi đấy để giới thiệu cho quý vị, thì đó chính là cái khu vực mà chúng ta dùng để tiếp khách, cũng như là một cái khu vực chúng ta sẽ để dành cho lễ tân ngồi để đón tiếp khách nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước lên tầng 2 nhé, để xem trên tầng 2 có gì nha quý vị. Quý vị thân mến, và bước lên không gian tầng 2 thì ở trên này thì khu vực của chúng ta thì chúng tôi sẽ có những cái khu vực nhà vệ sinh mẫu cho quý vị nhé. Đây là một cái combo ở trong nhà vệ sinh của chúng ta, bao gồm đầy đủ này, như lavabo này, khu vực vòi tắm sen này, cũng như là bồn tiểu và bồn vệ sinh. Và khi mà chúng tôi dựng lên những cái khu vực nhà tắm mẫu này để quý vị có thể hình dung được rằng là trong nhà tắm nhà mình cần phải có những cái phụ kiện như thế nào. Ở đây sẽ có hai khu vực nhà vệ sinh nhé. Còn phía bên này thì sẽ là nơi trưng bày tất cả những cái phần lavabo của chúng tôi. Và đây sẽ chủ yếu là những cái phần lavabo nó sẽ được dương bảng nhé, sẽ nổi lên trên đấy ạ. Tiến sâu hơn một chút ở phía khu vực này thì ta sẽ có cái khu vực không gian một bộ bàn ghế sofa, cũng là nơi mà để chúng ta có thể tiếp khách này. Còn phía sau thì sẽ là cái khu vực mà trưng bày tất cả những cái loại ngói của chúng tôi. Hiện tại thì ngói Mark Home thì đây là một trong những cái loại ngói khá là cao cấp, thời gian bảo hành thì cũng khá là dài hạn nữa. Và đặc biệt thì có một cái ưu điểm của cái loại ngói mái ngói Mark Home, đó chính là cái phần màu sơn ấy, nó rất là bền bỉ nhá, không bị phai theo năm tháng. Nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Còn phía bên này thì có rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau, cũng như bên kia thì sẽ là những cái phần vỉ kèo đây. Này, vỉ kèo Mark Home này rất là chắc chắn nha. Đấy. Và đặc biệt thì đây nó sẽ làm được bằng cái nhôm siêu nhẹ, thì nó sẽ giảm thiểu được cái tải trọng cho công trình của chúng ta. Và bước sang khu vực phía bên này thì sẽ là nơi để trưng bày là toàn bộ cái hệ thống vòi tắm sen. Ở đây thì có rất nhiều vòi sen khác nhau, từ loại bình dân cho tới cao cấp. Đây thì sẽ là một cái dòng đặc biệt cao cấp của chúng ta này. Cái dòng này thì nó sẽ rơi vào giá trị khoảng tầm 20 triệu đồng. Nó sẽ vừa có cái khu vực là xả mưa phía bên trên, cũng như là vòi sen, và đặc biệt thì đây có những hệ thống vòi massage để chúng ta có thể thư giãn. Còn phía khu vực bên này thì chắc là cũng quý vị cũng đã quá quen thuộc rồi. Những cái vòi tắm sen khá là cao cấp. Giá trị ở đây thì nó cũng vừa phải thôi, nên là tôi nghĩ rằng là quý vị hoàn toàn cũng có thể là sắm được cho mình một cái khu vực vòi sen như thế này. Đây là một trong những cái loại vòi sen mà hiện tại thì khá là phổ biến nhá, và được cũng khá là nhiều người yêu thích và lựa chọn đấy ạ. Đây là vòi sen phím đàn này, có rất là nhiều những cái chức năng khác nhau. Và đặc biệt thì toàn bộ phía bên trong ấy thì sẽ là sử dụng những cái củ đồng nhá, nó rất là nặng. Còn ở đây thì sẽ là cái khu vực trưng bày bồn rửa, khu vực nhà bếp ạ. Bồn rửa thì cũng là một trong những cái loại bồn rửa nó khá là mới và cao cấp. Và tôi nghĩ rằng là cái loại này thì phổ biến rồi, khá là nhiều. Bồn rửa cũng là phím đàn nhá. Đấy, và có rất là nhiều những cái chức năng khác nhau này. Đấy, xả thác ở phía bên kia. Đấy, rồi kết hợp cùng với lại cái này, có đầy đủ này, thớt này. Đấy, rồi khu vực để rửa này. Đấy, có thêm cái chậu ở phía bên trong nữa.
Hiện tại thì cái xu hướng mà cái bồn rửa mà với một cái bồn lớn thế này ấy, thì được rất là nhiều yêu thích và lựa chọn, bởi vì chúng ta sẽ có thêm không gian để có thể chứa những đồ, ví dụ là son, nồi này hay là chảo một cách dễ dàng hơn. So với cái thời ngày xưa khi mà chúng ta sử dụng hai cái bồn rửa ấy, nó cũng khá là bất tiện. Nên quý vị có thể tham khảo nhé. Và đó là toàn bộ khu vực không gian tầng 2 của chúng ta. Bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng nhau bước lên tầng 3 nhé. Quý vị thân mến, và đây thì sẽ chính là không gian tầng 3 của chúng ta. Ở trên khu vực tầng 3 này thì sẽ chủ yếu là khu vực trưng bày gạch. Có rất là nhiều những cái dòng gạch cao cấp. Và ở Mark Home chúng tôi thì ngoài những cái dòng gạch mà được sản xuất tại thị trường trong nước, thì chúng tôi sẽ còn có thêm một số những loại gạch nhập khẩu nữa, như là gạch nhập khẩu Tây Ban Nha này, gạch nhập khẩu Ấn Độ này. Ở đây thì có rất là nhiều những cái kích thước khác nhau và những cái loại gạch được sử dụng cho từng không gian. Ví dụ như bên này thì sẽ chủ yếu là cái khu vực gạch ở khuôn viên sân vườn của chúng ta. Những cái khổ gạch nó nhỏ và đặc biệt thì cái bề mặt của nó ấy, nó rất là nhám, nó sẽ chống được trơn rất là tốt. Còn phía bên này thì sẽ chủ yếu là gạch để lát bên trong cái ngôi nhà chính. Với rất là nhiều khổ gạch nhá, khổ 80-80 này, khổ 1m x 1m này, bên trên là khổ rất lớn. Thường thường là theo xu hướng hiện đại ngày nay ấy, thì chúng ta sẽ thường ốp những cái loại khổ gạch lớn như thế này thì nó sẽ giúp cái không gian của chúng ta thêm rộng rãi hơn. Và đặc biệt thì khi mà chúng ta bước vào bên trong căn nhà cảm thấy nó rất là thoáng. Nhưng mà cũng tùy vào từng cái tầm tài chính mỗi gia đình thôi, bởi vì là những cái khổ gạch lớn thế này thì thường giá trị nó sẽ cao hơn những loại khổ gạch nhỏ ở dưới. Thì cũng tùy vào nhá, như tôi vừa giới thiệu đấy, tùy vào cái tài chính của mỗi gia đình thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại khổ gạch khác nhau để làm sao mà nó vừa phải này. Còn phía bên này cũng là một số những dòng gạch khác của chúng tôi. Cho quý vị xem. Đây là một số những cái loại gạch mẫu, gạch vân đá nha quý vị. Với những màu sắc rất là nhã nhặn. Thì khi mà quý vị đến trực tiếp văn phòng của Mark Home chúng tôi ấy, hiện tại đang ở ngoài khu vực miền Bắc này, ở số 180 Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội, thì quý vị sẽ có thể lên đây trực tiếp này tham quan, cũng như là trải nghiệm đấy, được sờ này đấy, rồi được thử cảm nhận cái kết cấu của cái loại gạch của chúng ta này, cũng như là tất cả những cái thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp ở dưới kia, để quý vị có thể là lựa chọn cho chính căn nhà của mình. Và ngay thậm chí ngay cả phía bên này nữa, những cái dòng khổ gạch rất là lớn nha quý vị, kích thước lớn. Và ngoài những cái phần gạch men bóng thì chúng tôi cũng sẽ còn có những cái loại gạch men nhám nữa. Hầu như là khu vực tầng 3 thì sẽ chủ yếu là không gian trưng bày gạch thôi, chỗ nào cũng đều thấy có gạch hết nha quý vị. Còn phía bên này nữa cũng không hết đâu ạ. Phía bên này thì sẽ là những cái dòng gạch nhám. Đây, đây gạch nhám đây ạ. Cái bề mặt của nó ấy, khi mà chúng ta chạm vào nó sẽ hơi sần nhẹ một chút. Chính điều này thì nó sẽ đảm bảo được yếu tố là chống trơn cho căn nhà của chúng ta. Và ngay phía sau tôi đây nữa, đây. Đây, những cái loại gạch men nhám. Và ngoài ra nhá, thì chúng tôi cũng sẽ còn có những cái loại gạch giả vân gỗ đây. Giả vân gỗ như thế này. Không biết quý vị thấy sao ạ? Nhìn thì nó không có khác gì so với gỗ thật nha, nhưng mà thực ra nó có một cái độ bóng. Và ngoài những cái loại gạch ra thì bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ còn có thêm một cái khu vực nữa, đó chính là khu vực trưng bày tất cả những cái dòng sàn gỗ của chúng tôi. Mời quý vị vào phía bên kia để khám phá. Và đây thì chính là khu vực trưng bày sàn gỗ. Đây, đây là một cái sàn gỗ mẫu tiêu biểu. Hầu như thì tất cả những cái sàn gỗ của chúng tôi thì nó sẽ có một cái độ dày nó rất là lớn để đảm bảo cho ngôi nhà của chúng ta bền bỉ này. Và những cái dòng sàn gỗ của chúng tôi thì đều được chúng tôi bảo hành này thời gian rất là lâu, khoảng tầm từ 3-5 năm. Rồi là đây, nó sẽ chống chịu được nước này, chịu nhiệt này, vô cùng tốt đấy ạ. Và rất là nhiều những loại gạch khác nhau nữa, từ những cái màu sắc tươi sáng cho đến những cái loại gạch mà nó tối màu một chút, nó nhã nhặn một chút, để đảm bảo cho ngôi nhà của chúng ta tùy từng không gian. Quý vị mà thích những cái loại sàn gỗ như thế nào đấy, thì có thể là qua đây để trực tiếp có thể là trải nghiệm. Tôi thì tôi sẽ thường thích là những cái loại sàn gỗ mà nó hơi tối tối một chút, thì nó sẽ giúp cho căn nhà của chúng ta nó nổi bật lên những đồ nội thất ấy. Và bên cạnh đó thì chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào căn nhà chúng ta sẽ sạch sẽ hơn. Và đó toàn bộ không gian tầng 3, chúng ta sẽ lên không gian tiếp theo nha. Quý vị thân mến, và như tôi có giới thiệu từ phía ban đầu đấy ạ, thì ngay phía khu vực tầng 6 và tầng 7 của chúng ta sẽ là nơi làm việc của các kiến trúc sư Mark Home và cũng như là các bạn bên phòng kinh doanh. Đây,
các bạn phòng kinh doanh thì sẽ ngồi ở cái vị trí phía bên này, nơi mà các bạn có thể là tư vấn khách hàng, những cái người mà khi mà chúng ta biết được công ty Mark Home nhá, và quý vị gọi đến tất cả các số của chúng tôi ấy, thì các bạn phòng kinh doanh này thì sẽ là cái người mà trực tiếp làm việc và tư vấn cho khách hàng. Còn ở phía bên này thì sẽ là khu vực của các kiến trúc sư chúng tôi. Ở bên này thì sẽ là khu vực ở phòng kết cấu này, cũng như là phòng bổ kỹ thuật. Có rất là nhiều những kiến trúc sư của chúng ta nhé, đang ngồi tại khu vực này nha quý vị. Và tại Mark Home của chúng tôi thì sẽ phân chia thành các phòng ban khác nhau, và mỗi một phòng thì sẽ phụ trách một cái nhiệm vụ và một vấn đề. Sau khi mà phòng này xong thì sẽ bắt đầu chuyển sang phòng khác, cho nên là sẽ rất là nhanh. Ai một cái chuyên môn nào thì sẽ chỉ chuyên một chuyên môn như thế thôi, sẽ không phải từ đầu. Ví dụ như ở các một số các đơn vị khác chẳng hạn, thì khi mà quý vị thiết kế một ngôi nhà ấy, thì chúng ta sẽ chỉ một người này phụ trách nguyên từ phần mặt bằng này, phần 3D này, rồi đến phần kết cấu. Còn đây thì mỗi một phòng chịu nhiệm khác nhau, nên là có thể thấy được rằng là cái việc là xử lý tối đa được cái lượng công việc ấy, nó rất là hiệu quả nha. Quý vị thân mến, và đây thì sẽ chính là khu vực tầng 7. Có thể được coi rằng đây là một nơi cao nhất của tòa nhà Mark Home tại khu vực miền Bắc nha quý vị. Và khu vực tầng 7 này của chúng ta thì sẽ là nơi làm việc của các kiến trúc sư thuộc phòng 3D này, phòng mặt bằng này, rồi phòng điện nước này, dự toán này. Và tại Mark Home của chúng tôi, ngoài các kiến trúc sư và kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm, thì bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ còn mời một số những chuyên gia đến từ nước ngoài sẽ trực tiếp này làm những công trình mà nó có yêu cầu độ khó cao, độ phức tạp cao. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện giao lưu với một cố vấn chuyên gia từ nước ngoài nha. Xin mời quý vị. Xin chào. Hello. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không? Hello. So my name is Adam. I'm from England, the UK, and I visited Vietnam previously and fell in love with the culture and the people. I have a great passion towards the arts and interior designing. Since then, I've decided to come back and work here at Max Homes. Back in the UK, I was working as a supervisory consultant, where I was looking and supervising many different major projects. Since coming here, however, the experience has been quite changing and there's been a lot that I've needed to learn. Anh cảm nhận như thế nào khi làm việc tại môi trường Mark Home? My first impressions were that it was just very friendly. I was able to find myself very welcomed by everyone and all the staff. As of course, as a foreigner myself, I had a few issues with the cultural differences and of course the language, but thanks to the leadership of the company, I was able to integrate myself and become a very integral part of this team, and it was honestly and is an amazing experience. Anh đã đạt được những thành tựu gì khi làm việc tại Mark Home? So in my time here, I've been responsible and supervised specifically the interiors of homes as well. So I have been advising on the difference of interiors as well as the different machinery that would be used. In England, typically we have a little bit more machinery, but my hopes are that in the next few years, Mass Home will be changing the construction field as the different technologies become more and widely available. Yes. Anh đánh giá như thế nào về việc phong cách thiết kế nhà ở Việt Nam có gì khác so với các nước phương Tây? So in Europe, typically designs are focused primarily around comfort, and the different use of materials all lean towards that. While I found that in Vietnam, there is a large focus primarily towards the function of it. So to split it up across two different points, there's the use of material as well as the functionality. So first, talking about the function, living rooms and entryways are typically larger in Vietnam, while back in England or the Europe, for example, they primarily have one solid entrance that is typically only big enough for one or two people, while in Vietnam, entryways are a lot larger. Now, talking about material use, I found that in Europe, buildings are typically used with more recycled materials or timber, while in Vietnam, the buildings are all made towards stone or concrete.
for example. And this has led the buildings to be a lot sturdier and allow a lot better heat retention or heat cooling. So it's a difference in use there as well. But me personally, I found that the buildings in Vietnam are a lot more practical, and they tend to use their space a lot better as well, rather than primarily focusing on comfort. Yes. Anh thấy vật liệu xây dựng của Max Home có đẹp và chất lượng giống với các nước phương Tây hay không? Well, Max Home's materials are, you know, very aesthetically pleasing, and they're very durable as well. Of course, you know, we always try our best, and we try and put the best materials available for our customers. Back in the UK, some things aren't as available, of course, because everything that Max Homes provides for the customers are locally sourced as well. So we ensure that all of our materials are of high quality and high standard, and we will customize everything towards the client's needs. This, in comparison to back at home, can be a little bit different, you see. As until the last minute of the 3D renders and all the plans have been finalized, clients at times would be fined if there were any last minute changes. However, luckily, here at Max Homes, we're able to provide a service where customers and clients are able to change anything until that last minute with no extra fines or anything, so we can make the best use of materials around to satisfy any of our clients' needs. Anh đánh giá sao về tay nghề thợ xây dựng tại Việt Nam? So I found that there are a lot more workers in Vietnam. Unfortunately, their skill set aren't uniformly used to have the best positive outcome on site. I found that while being very diligent, the issue can stem from the fact that there isn't too much machinery available. So back in my country, there is a large number of construction machinery used, which has meant that our workers, yes, are high paid, but there are a lot fewer of them, meaning that while here in Vietnam there isn't that use of machinery, the work can be done very quickly due to the high amount of workers that we have available. Vậy thì về chi phí xây dựng một ngôi nhà tại Việt Nam so với chi phí xây dựng ngôi nhà ở các nước phương Tây thì theo anh bên nào sẽ có chi phí cao hơn ạ? So of course building any home is very expensive. Europe, for example, is based on the cost of the land. While that might not be a major issue here, the actual cost of the homes here is due to the locally sourced materials, which are very sturdy and very durable. So the actual cost for building the house is a lot more expensive here, while back in the UK there are different uses of materials, but the primary cost is from the land as well as the work. Vậy thì anh thích mẫu thiết kế nào nhất khi làm việc tại Max Home ạ? So I'm a personal fan of the classic villa styles, where there's a lot of focus towards the details of the interior, which require a lot of skilled workers and skilled labor to get all of those fine details. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều về buổi phỏng vấn ngày hôm nay và xin chúc cho anh thì sẽ làm việc thật tốt và công tác tốt tại Max Home. Thank you so much for having me. Yes. Thank you.